khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì nguồn hạnh phúc con là nơi Chúa, vì nguồn nhị an trong Chúa muôn đời.
Nhật ký 846. Ngày 25 tháng 12 năm 1936. Thánh lễ nửa đêm. Trong thánh lễ, sự hiện diện của Thiên Chúa xuyên lút tôi. Một lúc trước giờ tôn vinh thánh thể, tôi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa, Chúa Giêsu hài đồng cùng ông cụ tốt lành, thánh cả Giuse. Mẹ rất thánh nói với tôi những lời này: Faustina, con gái của mẹ ơi, con hãy nhận lấy kho tàng quý báu vô cùng này. Và mẹ trao Chúa Giêsu hài đồng cho tôi. Khi tôi bồng Chúa Giêsu trong vòng tay, linh hồn tôi cảm thấy một niềm vui không sao tả được. Nhưng lạ thật, chỉ một lúc sau, Chúa Giêsu bỗng nhiên hoảng hốt, trông sợ hãi, lớn lên và đớn đau. Và rồi thì kiến chấm dứt ngay lúc đó, đến giờ hiệp lễ. Khi lãnh nhận Chúa Giêsu lúc hiệp lễ, linh hồn tôi run rẩy dưới tác động sự hiện diện của Người. Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy Chúa hài đồng một lúc trong giờ tôn vinh thánh thể. Nhật ký 847. Vào ngày thứ hai sau đại lễ, cha Anzet đến cử hành thánh lễ cho chúng tôi. Và trong thánh lễ, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng. Vào buổi chiều, tôi đi xưng tội. Cha không trả lời cho tôi về những câu hỏi liên hệ đến công cuộc. Ngài nói: Khi chị khỏe lại, chúng ta sẽ bàn bạc về những thời hạn cụ thể. Còn bây giờ, chị hãy cố gắng bình phục hoàn toàn đã. Phần còn lại, chị biết phải theo sự chỉ dẫn nào và theo hướng dẫn nào trong những vấn đề này. Về việc đền tội, cha bảo tôi đọc chuỗi kinh Chúa Giêsu đã dạy. Nhật ký 848. Tôi đang đọc chuỗi kinh thì nghe những lời này: Ôi, cha sẽ ban những ân sủng trọng đại biết bao cho những linh hồn đọc chuỗi kinh. Lòng thương xót sâu nhiệm của cha cảm kích vì những người đọc chuỗi kinh này. Hỡi ái nữ của cha, con hãy ghi chép những lời này. Con hãy nói cho toàn thế giới về lòng thương xót của cha, để toàn thể nhân loại nhận biết lòng thương xót vô biên của cha. Đó là một dấu chỉ cho thời đại cuối cùng. Sau đó sẽ là ngày công thẳng. Trong lúc vẫn còn thời giờ, hãy để họ đến nương nhờ suối nguồn thương xót của cha và mưu ích từ máu và nước đã trào tuôn cho họ. Ôi các linh hồn nhân loại, các ngươi sẽ trốn đi đâu trong ngày thịnh nộ của Thiên Chúa? Ngày bây giờ, hãy nương náu nơi suối nguồn thương xót của Người. Ôi, tôi thấy quá đông đúc các linh hồn. Họ đã tôn thờ lòng thương xót của Thiên Chúa và sẽ hát lên bài thánh ca ấy cho đến muôn đời. Nhật ký 849. Ngày 27 tháng 12. Hôm nay tôi trở lại chốn cô tịch của mình, phòng riêng tại dưỡng đường. Tôi có một chuyến đi thú vị vì được đồng hành với một phụ nữ ẵm con đi rửa tội. Chúng tôi cho chị ấy đi nhờ xe đến tận nhà thờ tại Phutgo. Khi xuống xe, chị đặt đứa trẻ vào tay tôi. Khi bồng ẵm đứa trẻ, tôi đã dâng nó lên Thiên Chúa bằng một lời nguyện sốt sắng: xin cho nó một ngày kia sẽ làm vinh danh Người. Trong linh hồn, tôi cảm thấy Thiên Chúa đang ngắm nhìn đứa trẻ một cách đặc biệt. Khi chúng tôi đến Renick, chị Ann giúp tôi mang đồ đạc của tôi. Khi vào phòng, chúng tôi nhìn thấy một thiên thần bằng giấy xinh đẹp với hàng chữ: vinh danh Thiên Chúa. Tôi chắc là của chị bệnh nhân mà tôi đã gửi tặng cây sinh nhật.
Nhật ký 850. Và thế là những ngày đại lễ đã trôi qua, không gì có thể làm vơi đi nỗi rạo rực của linh hồn tôi. Lạy đấng tạo hóa và Thiên Chúa hằng hữu của con khao khát Chúa. Không nghi thức nào, không bài thánh ca du dương nào có thể làm nguôi ngoai được linh hồn con. Ngược lại, còn làm cho con thao thức hơn nữa. Lạy Chúa, ngay việc nhắc đến thánh danh Chúa đã làm cho tâm trí con tung mình vào Chúa. Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Chúng ta chuẩn bị bước vào giờ khấn lòng thương xót ngày thứ 8 trong tuần 9 ngày khấn lòng thương xót. Và trong ngày thứ 8 này, chúng ta cầu nguyện cách riêng cho những linh hồn nơi luyện ngục, có thể có những người thân yêu của chúng ta. Và chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, những người đang gặp khó khăn và quý vị ân nhân của chúng con còn sống hoặc đã qua đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con, để con không xa Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con, để con say mê Ngài. Vững con vươn lên, coi chúng tôi tâm tuyên vọng. Vững con vươn lên, coi nghi ngờ và sâu não. Thì con sẽ hát, chúng ta ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến, chạm vào con ngay Chúa ơi. Lạy Chúa, Chúa là đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho con Chúa ra đời. Chịu nạn chịu trên vì con, mà con đã ca lòng phan nghênh lỗi như cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dâng lòng chưa cay và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Chúng con xin thành tâm kính
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xa, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống, phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, càng thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót
chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha
mình và mau, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mẫu và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mẫu và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mẫu và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhân tôn lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thân vong. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tân ca của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa.
trong bàn tay từ ai Chúa. Chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Thân Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ 8, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Hôm nay, con hãy dâng lên ta các linh hồn nơi luyện ngục. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Hãy để nguồn máu thánh ta làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả các linh hồn này được ta hết dạ thương yêu. Họ đang đền trả trước sự công chính của ta. Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của giáo hội, dâng cho các linh hồn đó. Ôi, nếu con hiểu thấu được những cực hình mà họ phải chịu, chắc con không ngừng làm việc lành phúc đức dâng hiến thay cho họ và giúp họ đền trả sự công chính của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán: Các con hãy xót thương như Cha các con trên trời hay thương xót. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyện ngục, những linh hồn mà Chúa rất thương yêu, và họ phải ăn năn đền tội cho sự công bình của Chúa. Nguyện xin máu thánh cùng nước chảy ra từ trái tim Chúa dập tắt lửa luyện ngục, để các linh hồn đó cũng được ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục, vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu. Con này xin Cha, vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, con một Cha, và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chí Thánh, xin Cha thương xót những linh hồn đã trải qua cuộc phán xét nghiêm minh. Xin Cha đoái thương họ qua thương tích Chúa Giêsu, để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân lành của Cha tuôn xuống không ngơi. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời Thiên Chúa. Này con là đá, xa tan sức hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa gìn giữ người tăng cấm sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù. Đừng giao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ khấn ngày thứ 8 tuần 9 ngày khấn lòng thương xót, chúng con cầu nguyện cách riêng cho những linh hồn nơi luyện ngục, nhất là ông bà tổ tiên cha mẹ chúng con.
Chúng con cũng cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, những người đang gặp khó khăn và quý vị ân nhân của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây niềm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ, và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kinh nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giang quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và Con Chúa lời tán dương mừng chung vang hòa, cùng vinh phục quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngàn đường, để tiên Chúa thánh linh nhân hậu khung tan dương cảm tạ suốt đời. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Đến muôn muôn đời, qua các thế hệ miệng còn lan truyền yêu thương của Chúa muôn đời. Chúng tin Ngài rằng to khắp nơi, tin thù không hề phai uống. Lòng thương xót Chúa, con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhẫm lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tội, nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân đứng Chúa trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người dân nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.